Đã bao giờ bạn nghe nói về món canh súp bánh phồng tôm thơm ngon chưa? Món ăn độc đáo và được rất nhiều gia đình yêu thích. Hãy cùng bếp Bá Phụng ngay hôm nay và thực hiện món canh ngon này cho gia đình mình có thêm những bữa ăn hấp dẫn nhé. Nguyên liệu dùng để nấu món súp này thì gồm có mình sẽ chọn là bạch tuộc cỡ nhỏ ha. Mình chọn tầm 500g bạch tuộc, 10 cái trứng cút, 1 củ cải trắng, 1 củ cà gốt. Bánh phồng tôm á, thì mình sẽ đem ngâm nước cho nó mềm ha. Bánh phồng tôm này là của Sóc Trăng. Đây là một trong những đặc sản của Sóc Trăng, bánh phồng tôm bên cạnh hành tím, rồi là bên cạnh các sản phẩm OCOP. Cái này là mình có khoảng, cái này là tầm 100g quá, tầm 100g bánh phồng tôm ha. Mình sẽ ngâm nước cho nó mềm. Còn đây là chả tôm chả tép. Là mình cũng đem xả đông luôn, là tầm 250g chả tôm. Thay vì mình dùng tôm tươi thì mình sẽ dùng chả tôm. Và rau thì không thể thiếu, đó là xà lách. Xà lách rất là non ha, nhìn rất là non luôn. Rồi mình chọn khoảng 3 tép tỏi, mình sẽ băm nhuyễn. Một củ hành tím mình cũng sắc nhuyễn luôn, và hành lá mình sẽ sắc khúc. Mình sẽ cho tầm một muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ cho hành và tỏi vào phi thơm luôn. Thơm rồi thì mình sẽ cho bạch tuộc vào xào. Cái này là mình nấu một phần này là để cho tầm 4 người ăn. Mực bạch tuộc này á, là mình mua loại vừa á, cho nên là mình để nguyên con luôn, mình không có xẻ ra. Mình về mình sơ chế cho sạch. Rửa là thịt bạch sạch. Rồi khi mà mình thấy bạch tuộc của mình đã săn lại rồi nè, thì mình sẽ nêm. Mình sẽ cho tầm một muỗng canh dầu hào. Đây là dầu hào. Mình sẽ cho tầm một muỗng canh dầu hào vào. Tầm một muỗng cà phê bột ngọt, cho một ít tiêu,
cho một tí muối. Do cái mực với chả với bánh phồng tôm á, nó có độ ngọt rồi, khi mà mình cho nước súp vào á thì nó ngọt rồi, cho mình không có nêm đường. Để khi mà mình nấu xong mình nêm lại, nếu mà có thiếu nước cái độ ngọt á thì mình mới để thêm đường. Chứ thực sự đường ăn nhiều cũng không có tốt cho sức khỏe. Thường thường hiện tại á, chúng ta nấu ăn chúng ta hay bị lạm dụng cái đường đó. Tại vì mình cũng có sử dụng cà gốt, củ cải trắng nữa, cho nên là nước súp của mình là sẽ rất là ngọt. Rồi bây giờ nó đã sôi rồi thì mình sẽ đổ nước vào nha. Mình nấu tầm 4 phần ăn thì mình cho tầm 1 lít rưỡi nước nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp đợi cho nước sôi, đợi cho nước súp sôi nha. Rồi bây giờ nước súp đã sôi rồi nè. Mình sẽ vớt bọt. Mình sẽ tiến hành vớt bọt nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các phần nguyên liệu còn lại vào. Mình cho chả tôm, chả tôm, chả tép và bánh phồng tôm vào nấu luôn. Bánh phồng tôm đã được ngâm mềm rồi. Nghe mọi người nói món này ăn rất là ngon, cho nên là hôm nay mình thử nấu thử coi nó như thế nào nha. Rồi mình cho sẽ cho cà rốt, củ cải trắng vào luôn. Cà rốt thì mình sẽ là sắc hình bông hoặc là sẽ miếng vừa ăn. Còn trứng cút thì mình sẽ luộc chín rồi mình cho nó luộc vỏ. Với cái nồi này là bao ngọt nè, tại vì củ cải trắng nước nó ngọt dữ lắm, nó ra nước rất là ngọt. Tính ra là người ta còn có mực khô, tôm khô rồi ha, nhưng mà mình nấu ăn tại gia đình đó, nên mình có cái nào thì mình nấu cái đó thôi. Mình thấy bao như vậy là nó cũng đầy đủ nguyên liệu lắm rồi nè. Nó gồm có chả tép nè, mà bạch tuộc, rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại đợi nước sôi thôi. Trong thời gian đợi canh sôi á thì mình sẽ chuẩn bị một ít nước, rồi mình để tầm một muỗng canh bột năng nè, tại mình làm súp mà mình làm cho nó có độ sệt á. Rồi mình sẽ khuấy đều cho nó tan ra, đợi khi mà canh của mình chín á thì mình sẽ cho cái này vào. Cái này là bột năng. Rồi mình đã thấy nó sôi dữ lắm rồi nè. Mình thử nêm thử coi nó vừa ăn chưa nha. Wow, bánh phồng đã nổi lên phía trên. Wow, một nồi hoành tráng luôn. Bánh phồng rất là dẻo nha. Có vẻ như cà gốt rồi nó chưa chín, nhưng mà củ cải thì đã chín rồi. Để mình nêm thử vừa ăn chưa nha. Ừ, có vẻ hơi lạc,
có vẻ hơi lạ. Mình sẽ thêm một ít nước mắm. Mình sẽ cho vào một ít nước mắm này cho vừa ăn. Mình cho tầm 2 muỗng canh nước mắm mới được. Cái này nó hơi lạc rồi. Nấu nồi súp này mình không có nêm đường, mình không có xài đường. Mình nêm thử lại cho ăn chưa. Dễ ăn rồi. Vậy là mình sẽ nấu thêm một chút xíu nữa cho cà gốt nó chín. Có vẻ cà gốt chưa chín lắm. Rồi, chín rồi, chỗ này là chín thật rồi nè. Đâu để coi mấy em bánh phồng của mình nó lặn đâu hết rồi. Có vẻ như là bánh phồng mình để hơi sớm á. Tính ra là tới giờ này mới để bánh phồng mới đúng nè. Nhưng mà không sao, vẫn còn. Tại bánh phồng là rất là dai và dẻo. Bây giờ mình sẽ cho bột năng đã khuấy sẵn với nước nguội, mình sẽ cho vào luôn để tạo độ sệt cho súp. Rồi bây giờ mình sẽ ăn khâu cuối cùng là cho hành ngọt vào. Rồi bây giờ thành phẩm là chín rồi, giờ mình múc qua tô nha. Bây giờ mình sẽ cho một ít xà lách vào tô. Rồi chúng ta sẽ múc súp này bỏ lên phía trên. Có vẻ như bánh phồng của mình bỏ vô sớm quá, giờ nó gục luôn rồi. Tính ra phải bỏ vô trễ mới được. Nó cũng còn miếng miếng cho mình nè. Rồi mình sẽ cho trứng cút vào phía trên. Rồi cho một ít ớt. À, như vậy là thành phẩm của mình đã xong rồi nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Mực thì nguyên con. Wow. Ra một cái bông luôn. Hấp dẫn chưa?